Xin chào các bạn, trên tay của mình là chiếc Redmi K40 Gaming phiên bản RAM 12GB, bộ nhớ trong 128GB. Hiện tại mức giá sẽ rơi vào khoảng là 8.050.000. Tại thời điểm các bạn xem video thì có thể nó sẽ bị thay đổi một chút nhưng mà không đáng kể đâu. Vậy thì trong video ngày hôm nay mình sẽ trả lời câu hỏi với mức giá như vậy cho phiên bản RAM 12GB của chiếc Redmi K40 Gaming thì có đáng mua hay không nhé. Magic C số 1 về camera giám sát tại Việt Nam. Mua camera giám sát Magic C giá rẻ nhất tới smartnew.vn. Ok, để trả lời cho câu hỏi vừa xong thì mình nghĩ là nên chia thành hai câu hỏi nhỏ hơn. Thứ nhất là chiếc Redmi K40 Gaming có đáng mua hay không? Và thứ hai là phiên bản RAM 12GB thì có đáng mua hay không? Hay là chỉ mua RAM 6 hoặc là RAM 8 thôi? Đến với câu hỏi nhỏ đầu tiên là chiếc Redmi K40 Gaming có đáng mua hay không? Thì sau đây sẽ là những điểm đáng đồng tiền bát gạo trên chiếc máy này nhé. Thứ nhất, về thiết kế của máy theo mình là cực kỳ đẹp. Hai mặt kính khung kim loại cứng cáp, mặt lưng là kính mờ, ít bám môi vân tay. Họa tiết được làm rất là tinh tế, không quá hầm hố đâu. Dù là một chiếc máy gaming nhưng mà các bạn dùng để làm máy chính, không chơi game thì cũng rất là ok. Redmi K40 Gaming còn có cả kháng nước IP53. Dùng nó sẽ an tâm hơn rất nhiều, chẳng may các bạn đi mưa nhẹ thì cũng vẫn tự tin rút điện thoại ra nghe. Màn hình của máy sẽ là một điểm cộng rất lớn vì màn hình tương đối mỏng, nhưng mà riêng cái phần cằm thì gọi là mỏng nhất phân khúc luôn. Thậm chí là mỏng hơn rất nhiều các mẫu flagship cao cấp hiện tại, khiến cho tổng thể mặt trước của máy nhìn rất là cân đối, thích mắt. Chất lượng tấm nền của màn hình rất ok luôn. Tấm nền OLED, vậy nên màu sắc có phần đậm đà và nịnh mắt. Tần số quét là 120Hz, tần số lấy mẫu cảm ứng sẽ là 480Hz. Và đây sẽ là thông số xịn các bạn nhé. Mình đã test rồi, 480Hz thật luôn, chứ không phải như nhiều hãng nói quá lên một chút để marketing đâu. Vậy nên trải nghiệm vuốt chạm trên chiếc Redmi K40 Gaming là rất mượt, chơi game cực kỳ phê. Cấu hình của máy sử dụng con chip Dimensity 1200 cũng rất là thoải mái để các bạn chiến tất cả các tựa game trên thị trường. PUBG Mobile 90fps, Genshin Impact đều chơi rất ok luôn và có thể chơi tốt trong khoảng vài năm tới nhé. Con chip Dimensity 1200 về hiệu năng chiến game, mình đánh giá nó phải ngang ngửa với cả Snapdragon 865+, đó, giữa 865 và 870. Và em nó sẽ có hai phím trigger vật lý để các bạn chơi game bắn súng cực kỳ sướng. Đây cũng sẽ là chiếc máy rẻ nhất có phím trigger vật lý để các bạn chơi game nhé. Máy sẽ có hai loa stereo của JBL, chất lượng âm thanh rất là ok. Hai loa sẽ được đặt cân đối ở hai bên, vậy nên âm lượng rất là đều, không bị một bên to bên nhỏ. Khi các bạn cầm chơi game thì tay cũng sẽ không bị che loa nhé, rất là thông minh. Pin của máy có dung lượng là 5000 mAh, cực kỳ trâu. Nói chung là pin thì các bạn sẽ không phải nghĩ đâu. Sạc nhanh 67W, mình có test thực tế sạc đầy từ 0 cho tới 100% sẽ mất khoảng 48 phút. Các bạn chỉ cần sạc 20 phút thôi là được hơn 50% rồi. Đã thế sạc theo máy còn là dạng đầu cắm chữ L, các bạn vừa chơi game vừa cắm sạc cầm rất là ok. Vì là một chiếc máy thiên về gaming, vậy nên mình sẽ không nói quá nhiều về camera nhé. Theo mình, chất lượng là ở mức đủ dùng với đại đa số người sử dụng bình thường. Phần mềm của máy thì đã có phiên bản ROM Poco cho các bạn up rồi, vậy nên các bạn sẽ có full tiếng Việt 100%, cũng như khắc phục được tình trạng là chậm thông báo trên Xiaomi sách tay. Nói chung phần mềm của Redmi K40 Gaming thì các bạn dùng làm máy chính rất ok. Chốt lại thì theo mình, chiếc Redmi K40 Gaming rất đáng mua và cực kỳ đáng đồng tiền bát gạo. Không phải tự nhiên mà nó hot như vậy đúng không? Vậy thì cùng đến với câu hỏi thứ hai là có nên mua phiên bản RAM 12GB hay không? Hiện tại, dung lượng RAM 12GB với nhu cầu sử dụng phổ thông là hơi thừa. Mình phải chia sẻ thẳng như vậy luôn. Hơn nữa, hiện tại Xiaomi tối ưu đa nhiệm khá là tốt. Vậy nên theo mình, các bạn chỉ cần mua 6GB RAM thôi là đủ dùng rồi. Hoặc là mua 8GB thì là dùng thoải mái. Nhưng mà các bạn cần nhìn vào thực tế một chút. Phiên bản RAM 6 của Redmi K40 Gaming rất là khan hàng, có thể nói là cháy luôn. Còn phiên bản RAM 8 thì cũng chỉ rẻ hơn phiên bản RAM 12 khoảng 300.000 mà thôi. Với 300.000 mà các bạn thêm được 4GB RAM, dùng không phải lo nghĩ trong vài năm tới, lên Android 12, 13, thậm chí 14, 12GB vẫn là quá đủ. Thì mình nghĩ như vậy là hoàn toàn xứng đáng nhé. Giả sử trong trường hợp mà phiên bản RAM 8 với cả 12GB nó chênh nhau khoảng 600-700.000 hay là thậm chí 1 triệu ấy, thì mình mới chọn phiên bản RAM 8. Còn nếu mà chênh khoảng 300k thì thôi, chọn 12 cho nó sướng nhé. Ok, vừa rồi là quan điểm của mình về mức giá 8 triệu cho phiên bản RAM 12GB của chiếc Redmi K40 Gaming. Vậy thì các bạn có đồng ý với quan điểm của mình hay không? Hãy để lại comment phía bên dưới nhé. Link mua em nó thì mình sẽ để dưới phần mô tả và bình luận ghim cho các bạn. Giờ thì xin chào, bye bye.